Hello, chào cả nhà. Wow, đằng sau Nhung Hà hoa rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây. Wow. Cả nhà kêu Nhung Hà ơi, không có trồng hoa gì hết trơn á. Đây vừa có hoa vừa có trái luôn nha cả nhà. Đây là đậu vua đây. Trời ơi, quá chừng luôn đó, hoa quá trời luôn cả nhà. Cái kế bên Nhung Hà nữa là nguyên một dãy dưa leo cũng là hoa. Hoa màu vàng cả nhà, nhưng mà có trái cả nhà. Mình thích trồng cái gì mà vừa hoa vừa trái luôn, chứ hoa không thì mình không thích lắm cả nhà. Ngắm có một chút và nó tàn, nhưng mà hoa có trái là vừa được ngắm vừa được hái trái nữa, nên là mình thích cái này. Trời ơi quá trời luôn. Dưa leo nè, quá trời. Cái này là dưa leo chanh. Bình thường dưa leo chanh chưa chưa có trái bây giờ đâu, từ từ gần gần ít bữa nó mới có trái. Còn này là dưa dưa Hàn Quốc cả nhà. Ôi trụ, mình mê cái dưa này ghê luôn á, cứ nát một trái, thích ơi thích luôn. Đây nè, đó, trời ơi trái gì đâu mà ham, nó đang ra nữa nè cả nhà ơi. Ủa cái này nó tự nó thụ phấn luôn cả nhà ơi, mình không có thụ phấn gì hết trơn á, tự nó đậu luôn á. Đây nè, cái trái này đó, mê hả cả nhà. Đã chưa đó, nát trái, trời ơi mê ly luôn á. Rồi á hả, bầu. Rồi á hả, xà lách. Bây giờ là mình đi thu hoạch mớ xà lách cả nhà ơi. Lát nữa bạn mình tới chơi, em bạn Priya nha. Mình hái một mớ em, mình tặng em. Bữa giờ cũng lâu rồi không gặp em á. Cái mình cũng nhớ hai em. Nên là điện hai em qua nhà lấy rau ăn chứ. Lâu lâu rồi không có gặp á, mình cũng nhớ. Cái mình đi ngắt cái này đi. Nhà biết tại sao mình ngắt không? Mình không cho nó leo nhiều, cứ ra cái nách đựng chút. Vậy là mình, cái nắp này có cái trái là mình ngắt trên cái đỉnh đầu này đây nè, là nó có cái trái như vậy nè. Ít bữa là nó sẽ lủng lẳng. Cái nắp này cũng vậy nè, nó ra cái cành này ngắt chữa trái lại, ngắt trên cái đọt chữa trái lại như vậy nè cả nhà. Mình hay làm vậy lắm. Đây nè, cái này cũng vậy nữa nè, cái này cũng vậy luôn nè, cái này mình cũng đang ngắt luôn rồi đó cả nhà. Sáng nào vẫn tìm mình ngắt hết trơn à. Tựa là mình không thích cho nó leo nhiều, chỉ cần leo như đó là được rồi. Còn trái bắp này nó bự, chuẩn bị có cái trái này là được ăn nè cả nhà ơi. Đã gì đâu, trời ơi không ngờ là năm nay được ăn bắp sớm cả nhà ơi. Đó, được mớ bắp đó. Rồi tiếp đó sẽ ăn bắp nếp nha cả nhà. Chua mình hay quay mé trong nhà, nhưng mà hôm nay Nhung Hà quay mé ở ngoài giờ nhà xem nè. Đó, này là cà chua nó đang đậu trái. Cà này là cà chua nho. Trời ơi, mình thích cái cây cà chua nho cực kỳ luôn. Mình trồng hai cây cà chua nho mấy ngày đây. Trái này lủng lẳng rồi nhà. Ấy, Nhung Hà cũng trồng hoa đây, hoa lily cả nhà ơi. Rồi vịt quất sao mà bữa hôm thấy đậu trái nhiều lắm mà sao tự nhiên sao nó rụng đâu mất tiêu cả nhà ơi, buồn ghê luôn. Còn này là hành hương. Ít bữa nó thu hoạch hành hương nhé cả nhà. Hành hương tốt dữ lắm luôn á. Cà chua này, tại hôm nay mình thấy có hai trái chín nên là mình ra mình hái cả nhà ở đây nè. Cà chua đen, nó kêu là cà chua đen nhưng mà mình thấy giống cà chua sô cô la hơn cả nhà. Này này, giống sô cô la không đó. Mình hái hai trái luôn đó. Đây, hai trái cà chua đầu tiên của vườn Nhung Hà năm 2022 đó, ăn thử trái cả nhà ơi. Ơi cà chua đậu mùa nên là thử trái coi ngon không, mời cả nhà nha. Đây, cà chua sô cô la. Ừ, chua chua ngọt ngọt, hình như chưa chín lắm hả, ăn chua chua ngọt ngọt cả nhà. Ê, trái này, hai trái đầu mùa. Ở trên cái cuốn là nó ngọt hơn, ở nếu cái chỗ này thì nó hơi hơi chua chua xíu, ở trên cuốn thì nó ngọt hơn. Trái nó ngọt hơn, ngọt mềm nhiều nước, nó không giòn như cà chua nho nó giòn như trái cây á. Cuốn ngọt dữ rồi nhà ơi, ngon quá nhà ơi. Được, đây đây mấy trái mận của Nhung Hà đây nè. À, bốn trái luôn, bên kia ba trái kìa nha. À, mận vàng cả nhà ơi, mình tưởng mận đỏ mà không phải, mận vàng đây. Nhung Hà có ba trái đây nữa. Ít bữa là nó chín căng mọng lên, mình hái mình ăn hai cả nhà ha. À, ôi trái thu lưu này bự, nó nứt cả cái vỏ này luôn này nè cả nhà ơi. Trời ơi, cái bọc này bự chứ nè. Ui trời, bự hơn cái lồng đèn luôn. Nó cho cố làm gì bự lồng đèn, nhìn nó giống cái lồng đèn đẹp ghê luôn rồi nha. Cái vỏ nó bự lắm,
nó mà to hơn cái vỏ này á là nó bự dữ lắm á. Là thù lù nhưng Hà đang đậu trái nha cả nhà. Ít bữa nó có thù lù thôi. Khoe cái bí phong cần. Này là bí phong cần trắng nè. Đây màu trắng nè cả nhà, đẹp chưa? Rồi cái này là nó đang lớn, bí phong cần có một trái bự lắm, hai hay ba trái gì trong đây nè. Úi chào ơi, đây nè cả nhà. Người ta bá rồi. Úi dùi ui, đã chưa nha. Bí phong cần Nhung Hà. Con trái đây nữa nè. Úi trái này đổi màu vàng rồi, gần bự cho bá luôn nè cả nhà ơi. Mê chưa mê chưa? Nhớ có ba trái lận á. Đây này, đây có trái nữa. Trời ơi, đã chưa? Năm nay Nhung Hà có ba trái phong cần nha, bốn trái luôn. Đây trái nữa là bốn trái. Bốn năm trái về bí phong cần nha cả nhà. Còn này là cà chua. Năm nào Nhung Hà cũng trồng mét này nè. Nay có trái đầu tiên bự ơi bự luôn cả nhà. Đó, cà chua bự. Rồi cà chua dãy này là cà chua đen nè. Đây nè. Ui trời, nay nó đen thui luôn rồi đó. Đó, cà chua đen. Thương chưa cả nhà? Bóng loáng rồi đó cả nhà. Đó, cà chua đen ha. Còn này là cà chua nho nè. Hai cây cà chua nho. Còn này là cà chua 1 triệu nè. Đó, ngọt 1 triệu đó cả nhà. Trời ơi, ít bữa nó tha hồ trái lủng lẳng như nho ha. Quay về nhà xem, mê luôn á. Này nó tốt dữ dằn chưa cả nhà. Ông xã thấy máy bay chạy ra đó. Bệnh nghề nghiệp cả nhà ơi, ảnh làm hãng máy bay nên thấy máy bay cũng chạy ra nữa. Bẻ nguyên cây luôn, mình tặng bạn mình. Đó, non ơi non. Tặng mình nhổ cái cây này luôn nè. Mình cho nó mấy cái em ớt của mình á nó phát triển nè nhỏ. Tại bữa hôm bon chen á, ớt nó chưa lớn mình bon chen, bây giờ nó lớn rồi mình hái đi. Đó. Mình nhổ gốc luôn. Nó ra trái đó cả nhà, đây nè. Ớt ngọt đó nhà, đây nè. Ớt triệu ngọt đó, ngọt quá. Trời ơi, đã lắm mà nhà ơi, ngon lắm, giòn. Ăn sống ta nói hết sảy còn mà bảy luôn á. Salad đỏ. Hôm nay một cây salad đỏ nữa. Ừ, mấy cây salad đỏ này lá bự chưa? Ngon hé. Non ơi non cả nhà ơi. Đây nè. Ừ. Cứ trồng cá vậy á. Mùa hè mới có salad ăn cả nhà. Chứ không thôi là trồng ở ngoài vườn nó nắng quá chịu không nổi. Đã hết nguyên mấy em salad này luôn. Công nhận trồng cá vậy thôi. Đó. Wow. Đã chưa? Non tuyệt vời. Ui, cái này mà làm salad ăn là tuyệt vời luôn á nha. Đó. Salad này nó hay lên ngọng sớm lắm nên là mình bẻ luôn. Đỏ ở đây nè. Lá non quá trời luôn, bẻ lá luôn à, nguyên cả rổ luôn cả nhà. Đi vô trong vườn nó bẻ hai trái bí ngòi vàng cả nhà, nên nó bự quá trời rồi đó. Hai em bí ngòi ha, tay em nữa nè. Rồi hai em thấy có em bí ngòi xanh xanh này cũng ok rồi, mình hái mình tặng bạn mình luôn nè. Hai cái trái này cũng ăn được rồi nè. Ngòi trắng. Đó. Thêm ba trái bí ngòi tròn nữa ha. Qua đây nhổ mấy em cà rốt. Đó, quá wow, trời ơi thương chưa nha. Đó, wow. Đó. Mỗi thương ít tặng bạn bè. Chia sẻ ăn cho vui cả nhà ơi. Đó. Trời ơi, cái này uống nu nằng thương chưa? Đây nè, wow, trời ơi, mê quá.
Đây cụ này này. Trời ơi, cụ này siêu to luôn. Trời ơi, mê quá trời con nhà ơi, nó nú đằng à. Đó, được mấy em cà rốt nữa. Đó. Này chắc đủ bữa cho ta. Thôi, thêm mấy củ nữa đi. Đó, củ này ok này ha. Đó, trời ơi. Thương dễ sợ luôn nhà ơi. Đó, qua bên đây mình nhổ thử một cây này xem có củ gì không cả nhà ơi. Khoai tây à nhà. Ta nói, ui. À, thích quá nhà ơi, đây này, đây. Đó, một em nè cha. Khoai tây cả nhà ơi, đây nè. Đó. Nhổ. Tò mò xem ở trong vườn nó có củ chưa, có rồi cả nhà ơi, đây nè. Đó. Đâu? Đây. Úi chù, màu đỏ nè. Trời ơi. Wow. Ui cha ơi, màu đỏ màu vàng quá trời luôn cả nhà ơi. Đó. Đây nè màu vàng nè. Thích quá nhà. Đây là màu đỏ nè. Màu đỏ cây khác á ta. Trời ơi, màu đỏ mê quá hả. Màu đỏ đẹp quá hả nhà ơi. Đó nhổ mấy đây nữa. Trời ơi, cho bá luôn. Mê chưa nhà. Đây nữa nè. Wow, trời ơi. Cái chỗ này trồng khoai tây đã nha. Đây nữa nè. Trời ơi, mê quá. Đi lượm khoai tây vui quá nhà ơi. Nhổ cái khoai tây tím này có củ chưa? Khoai tây tím mà chưa à nhà ơi. Khoai tây tím mà chậm phát triển hơn á hả? Sao ta? Trong đây khoai tây tím nhỏ hơn ở bên thùng này, bên thùng bá chừng bự luôn. Ồ, đây có củ bự nè. Đó. Này là mấy củ nhỏ nhỏ nè, đang phát triển nè. Đó, được mấy em đủ màu sắc. Này mình nhổ màu vàng và màu đỏ và màu tím luôn. Đó, để có màu vàng nữa nè. Rồi, vậy thôi cả nhà ơi. Đi qua mấy anh đây nhổ một mớ cải, cải ngồng cả nhà ơi. Nay giờ là nó lên ngồng luôn rồi đó. Cải ngọt mà giờ lên ngồng luôn. Mình gọi cải ngồng luôn. Này là cỏ. Vẫn còn rất là non luôn nha. Non quá. Nhổ hết mớ này luôn cả nhà. Để dành một mớ mình ăn, một mớ mình tặng bạn mà Ria. Wow, non dễ sợ luôn, xanh mướt cơ. Xong để mấy cái em này á, em lớn rồi nhà ơi. Đây, này là cải kheo xoăn. Quá trời luôn á. Cải này nó mau lớn ghê nhà ơi. Lát nó vô lấy hạt giống gieo một mớ nữa nha. Nó mau á, mau được ăn lắm. Non dễ sợ luôn. Chứ mà ở chợ họ bán một bó 7-8 đồng có chút rồi nha. Mình có đất á, mình gieo một chút xíu vẫn tầm tháng là có ăn rồi, nên là hả có đất có lợi lắm mọi nhà, được ăn được rau sạch mình trồng á ngon, rồi chia sẻ cùng bạn bè nữa nha, cho mua mắc lắm. Rồi mình nhổ được mấy cụm, một cụm bên đây cụm bên kia. Xong rồi cái vô lấy phân cá tưới cho mấy em này, cho mấy em này em lớn rồi nhà ơi. Ủa cái mớ cải này nè. Này là cải đuôi phụng đỏ này. Với lại đuôi phụng trắng lẫn lộn. Đẹp á, mà
màu tím tím này. Nhổ đặng cho mấy cái em bón phân vô cho mấy cái em nẻm lớn à nhà ơi. Này là bắp cải trắng bự bự trên nhà chị chủ á, trọng á nhà. Hôm nay về vườn Nhung Hà chẳng biết là nó có bự giống vậy không. Hái mấy cái lá cải này cho nó ra cái lá mới à nhà ơi. Này là cải keo 1000 đó. Thì mình hái mấy cái lá này đi cho nó ra lá mới, nó bự lắm. Chuẩn bị có dưa leo nhiều lắm, tha hồ hái nha cả nhà. Dưa leo năm nay trễ nè, tự là bị trời lạnh cả nhà ơi. Bây giờ thời tiết cũng thất thường, ngày thì lạnh, ngày thì nóng như đó cả nhà. Ngày thì sao nói nắng chang chang, 90 mấy độ S. Ngày thì nó tụt xuống lại cho phải mặc áo ấm. Tao nói thời tiết mấy nay á hả, sao mà thất thường, năm ngoái thì nóng quá trời quá đất. Leo nó trời trái chùm chùm mê chưa. Ngày mai thì chị bạn Hàn Quốc tới chơi, mình hái cái lá mè tặng chị. Quá chừng bên kia kìa. Hả? Nó lá này non ghê. Còn trong đây nữa. Rồi. Xong nhà ơi, đã chưa? Đó, xong rồi, nãy giờ là nhổ được mấy củ màu đỏ này, đó. Ba củ màu đỏ, màu vàng, màu tím à nhà ơi. Đó, hai cây hay ba dây gì đó mà được nhiều đầy củ nè. Không sao. Có vài củ ha. Cho vui ăn lấy thảo à nhà. Đó. Quá trời quá đất luôn. Wow. Cả nhà xem nè, thành quả thu hoạch của ngày hôm nay nè. Quá trời luôn cả nhà ơi, đủ màu sắc đẹp không cả nhà. Đây nè. Đó, xanh đỏ tím vàng gì quá trời luôn ha cả nhà ha. Đó, đủ màu sắc tuyệt vời, ống mặt trời đẹp luôn. Trời ơi, thương chưa, thương chưa. Trời ơi, she's so happy to see you again. She is, yeah. Yeah. Chồng của em bạn Priya đó cả nhà. Mình gọi em lại lấy ít rau đó. Chị Chica, chị thích lắm. Chị mẹ dai cả nhà. Hi Chica. Hello Chica. Hi Chica. So cute Chica. Bà mê trai quá đi bà ơi. Hi Chica.